Bao tay không? Khá là mỏi đấy. Nhiều nước. Đợi chút. Những cái dòng main này nó sẽ phải khởi động mất khoảng 2 đến 3 lần. À, lần đầu tiên bật lên. Họ thấy tiếng âm thanh nó như một cái cối xay sinh gió. Cối xay gió. Cho nghỉ mẹ một đi. À. Nặng quá nè. Em cũng phải 60 cân đấy. Giờ mày đừng có bốc phét. Đến 3-4 tục thôi. Rồi, đẩy nó vào. Để nó chào. Nếu các bạn còn nhớ thì đây là cái bộ máy mà trước chúng mình đã có một clip về bộ máy này rồi. Là clip bạn lại. Và trị giá bộ máy này nếu mà tính hiện tại thì chắc là khoảng tầm 270-280 triệu chỉ máy nhá. Wow. Nó còn khủng hơn cái bộ ông nọ lắp khá lần. Đó là đến cả màn hình bây giờ tầm đấy. Nghe bộ này là nó còn đến 270-280 triệu cơ. Tại vì mình hồi anh ấy mua cạc là họ giá còn đang tốt nhỉ. Giá đang tốt, lúc đấy mua cạc chắc 50 triệu, hơn 50 triệu một chút thôi. Đây là con cây Lianli O11 phiên bản ROG. Phiên bản ROG. Hãy bỏ quay trở lại. Đây. Và hôm nay thì hôm nọ anh khách anh ấy mang đến thì anh ấy có vài yêu cầu nhỏ nhỏ. Hôm mới lắp và chúng ta chưa lắp cái backplate này vào. Thì hôm nay mình có hàng thì anh ấy muốn lắp cái backplate này của con cạc vào trong con cây này. Và thứ hai đó chính là điều chỉnh OC lại hệ thống này cho nó mượt mà và ổn định. Trước tiên thì đầu tiên đó chính là chúng ta phải tháo nước của bộ này ra đã. Về sơ qua về cấu hình, chúng ta có một con CPU là Core i9-7980XE nhỉ? 7980XE đúng không? Bao nhiêu GB RAM đây? Ở đây là 16GB một thanh, 8 thanh là 128GB. 128GB, đây là RAM Vengeance, hình như là có xe Vengeance 128GB RAM nhá. Cả cả RTX 3090, cơ bản cái bộ máy tiền trăm triệu là phải chơi 3090 hết rồi. Con này thì nó có gắn SSD ở đây. Và tất cả các khe ở đây là 2 SSD này. Ở dưới này anh gắn cũng tất cả gắn SSD ở trong này hết. Anh chơi game anh làm gì đấy? Anh chả về chơi game đâu. Chơi đơn giản chỉ là chơi thôi. Và anh chơi game rất là nhẹ cơ. Chắc chỉ Liên Minh Huyền Thoại. Bộ này không biết tí Liên Minh Huyền Thoại có nhiều FPS nữa. Và tính sơ sơ là khoảng 700.000 một con quạt nhỉ? Đối với con quạt bên trong này là 799 là 800.000. Con này là gần 1 triệu một con. 900 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 6, 7, 7 triệu 2 tiền quạt. Và trong kia là 2 triệu 7 nữa, 7 triệu 2 triệu 7. Hơn 10 triệu tiền quạt. Trong bộ này chỉ tiền quạt nữa, chưa tính nước. Nước ngoài theo bọn mấy chục. Tại bộ này các bạn biết là chúng mình cần lắp cả block riêng và CPU riêng, chứ không phải đi kèm bên và CPU như nọ. Nên là hôm đầu tiên chúng ta hôm nay sẽ là tháo nước của bộ này ra để có thể là lắp backplate vào đây. Đầu tiên là bộ này thì trước đây đã có chạy test ok rồi, bây giờ chỉ việc tháo nước thôi. Thì chúng ta sẽ đầu tiên phải dốc ngược lại. Lộn ngược lại đúng không? Đúng rồi. Tại vì bây giờ ngược. Chỉ cần ấy, bây giờ chỉ cần cái nước nó qua cái chỗ cạc thôi. Ok. Thôi bây giờ chúng ta nghiêng đi, nằm được. Nằm đi. Rồi ok đấy. Đấy, thế là bây giờ chúng ta có một cái đường ra ở đây rồi. Mục đích là cái nước này nó phải thấp hơn cái lỗ ra này thì khi mà chúng ta tháo ra nước nó không chảy ra ngoài được. Đúng rồi. Quên không xem cái sáu cạnh nữa. Nói chung là những bộ máy tiền trăm triệu này thì bước tháo ra thì cũng khá là khó khăn, tại vì đó chính là tản nhiệt nước. Và bộ này dùng một cái tấm nước chứ không phải là đi nước xuyên qua như hôm nọ, nên là tấm nước phải đi vào kia mới chỉ được nước, tại vì tấm nước này nó cũng hơi lòng ngoằng. Rất tiếc là chúng ta không có cái van xả, tại vì không thể lắp được, không có chỗ để mà lắp van xả. Quá sát kính như này là sẽ không lắp được van xả. Rồi bây giờ lại em sẽ nhúng vào trong kia đúng không? Ống sẽ phải cho trong này. Rồi, và anh nhấc bộ máy lên nhỉ? Sẽ nhấc lại bộ máy vị trí cũ. Từ từ, giữ. Rồi, bây giờ chúng ta mở van ở trên cho khí vào. Và cái này đừng mở hoàn toàn nhé. Tại vì cái bình này chỉ chứa được 1 lít thôi. Và trong cây này em nhớ là nếu mà chảy hết thì chắc là sẽ khoảng 2 lít. 2 lít nữa. Không phải nước càng có thể chảy ra hết đấy. Chắc là sẽ phải nghiêng một tí đấy. Phải nghiêng bên này, nghiêng kia một chút. Xong rồi đây mình sẽ chưa tay. Em nghĩ về đa này tháo sạch nhỉ? Sẽ gần như là tháo sạch. Ít nhất là nước phải qua chỗ cạc ấy. Hiện tại nước đã qua hết cạc ở đấy. Cạc không còn nước ở đâu. Nó mặt dưới. Chắc chỉ còn mặt dưới. Mặt dưới thì cái này thì em nghĩ sẽ là nghiêng cạc đi. Và sau đó thì vặn hai cái. Em vặn lại nhá. Vặn lại đi. Vặn lại rồi. Đây nước anh nhìn vào chỗ này. Nước khá là sạch. Từ đây nước nước rút là khá sạch nhá. Và bây giờ để một cách an toàn nhất thì mình vẫn sẽ là lót sấy ở phía dưới. Nếu mà tháo extend đấy nước nó sẽ chảy ra chỗ này, chắc chắn sẽ chảy ở đây đấy. Em nghĩ là hoặc là rút ống ở đây ra.
hoặc ừ. ống đây ra. Tại vì nếu mà ống ở đây mà tháo đây thì nước chắc chắn nó sẽ chảy xuống bát. Nếu muốn rút ống thì phải lật úp một cây ở lại đây để cho nước dồn hết về bên này. Ừ. Thế thì tháo ống qua được. Thế thì mình nhấc thêm một tí đi. Nhấc thêm một chút. Lộn lại cho dựng lên luôn đi. Thì bây giờ nước sẽ về hết đây. Và anh nghĩ là sẽ yên tâm là không gặp vấn đề là sẽ không có nước ở đây nữa. Sẽ không có nước ở đây nữa. Và rút ống thôi. Tháo cả cái này là thì khó đấy. Tại vì cái lẫy ở phía dưới rồi. Đây. Rồi. Có gì không? Từ còn một cái dây led nữa. Ở đâu này? Luồn qua, đang luồn qua cái nào đây? Thực ra có thể tháo ở trên này ra cũng được này. Tháo trên block đi. Tháo trên block đi, cũng dễ. Đấy. Rồi. Tách đôi. Ờ, rồi, cái suốt này ra đúng không? Suốt ra được. Rồi. Cái này đi hết. Bây giờ mò dây ở lâu lắm. Rồi, tạm thời để nó ở ngoài. Và bây giờ anh sẽ lắp cái backplate vào. Đây thì mình sẽ mở cho các bạn xem backplate. Thì những block của EK được khuyến cáo là dùng chung backplate của EK. Và cái backplate này nó có giá là 1,4 triệu, gần 1 triệu rưỡi. Gần 1 triệu rưỡi cho một cái backplate. Đây, cái backplate này được bọc rất là kỹ càng. Backplate được mạ niken sáng bóng loáng. Đây nhá, EK họ sẽ rất sợ các bạn là ví dụ các bạn nhầm ốc ấy, thì EK cho đúng một cái bảng là độ dài của ốc, tại vì nếu mà các bạn trượt ốc ấy sẽ gây hư hại cho con càng. Nên là EK họ cho chúng ta một cái bảng để các bạn đo kích thước ốc ở đây. Đây chúng ta sẽ có một túi ốc đi kèm của EK. Đây là túi ốc này. Và EK ấy thì họ bảo là do cái yêu môi trường nên là họ sẽ không đi kèm hướng dẫn. Và chúng ta sẽ phải quét QR code ở trên đây để làm hướng dẫn, mặc dù là mình gọi EK là không phải ai sẽ quét QR code đâu, hãy cho chúng tôi một cái hướng dẫn đi. Cái này sẽ phải dùng điện thoại để quét. Xem hướng dẫn qua điện thoại. Đây. Rồi đây, rồi ok. Đây chưa hướng dẫn. Rồi ốc. Bây giờ cần những ốc nhận tập nào đây? Mình có vẻ khá là nhiều chỗ nhỉ. Tôi cần đặt ít là xung quanh GPU, khu vực VRM và đây, có hai loại là 3080, 3090. Ừ. Thì hai loại này sẽ khác nhau chủ yếu độ dày của cái khác nhau độ dày đấy. Đó. Đó lắm nhưng không lắp này cũng thấy. Đây, thì giữa sẽ là loại 1.5. 1.5mm này, chắc là cái dày nhất. Đây, không, đây. Dày nhất là 2. Đây, loại ở giữa là 1.5. Đây là 1 này. Đó, đây là 1 này. Đây sẽ là 1 luôn. Sợ là dày dày, chắc là 1.5. Đây là 1.5. Đây là 1.5. Còn 2 sẽ dày hơn. 2 sẽ rất là dày. Đấy 2 đúng không? Đây 1.5 đây. Chuyên dọc vừa tròn 8 con ốc màu bạc. EK họ chắc là họ làm cả backplate màu đen nữa đúng không? Đúng rồi. Nên là họ để những cái ốc màu đen riêng, tức là sẽ có thể các bạn lắp backplate bạc dùng ốc bạc và các bạn lắp backplate đen dùng ốc đen. Rồi. Rồi. Sẽ ốp lên. Nếu mà EK họ làm cho ra ốc lục giác thì đẹp nhỉ? Con này ốc lục giác thì sẽ đẹp hơn. Ốc lục giác thì vặn sẽ rất là lâu, sẽ tốn công lắp hơn. Nhưng mà thực sự nó đẹp hơn rất là nhiều. Ốc vuông thì ốc thứ thập thì các bạn sẽ kiểu nó kiểu dùng quen hơn ấy. Dễ vặn, còn ốc lục thì sẽ rất là đẹp mà khó vặn và mất cái đầu thôi là đi mua lại là hơi mệt. Các bạn thấy nhá. Họ làm một cái gập ở đây xuống này để che luôn cái phần backplate đi. Che luôn phần, bo mạch đi. Bo mạch đi. Và một phần nữa bảo vệ bo mạch khi mà chó nước nữa. Rồi. Lắp vào cây. Giờ sẽ vần lắp lại vào cây. Lắp vào cây thôi. Thì lắp lại dây led trước. Một dây một cắm một cái này đúng không? Hai cái, một cái ở bên trong nữa. Ở đâu đấy? Đây, có một cái nữa, ủi tít trong này. Con này khá là sâu. Dùng cái tô vít để ấn này. Em không thấy ở đâu. Rồi, sẽ cắm lên. Rồi, có phải lắp theo thứ tự lại không? Mình thấy này xoay là hơi khó đấy. Giờ sẽ tháo này ra xoay đây, lại. Đây, tháo trên trước. 20 minutes later. Để kéo lùi máy tí em ạ.
Cái lùi máy thì sẽ cắm màn hình vào luôn. Chúng ta có một cái LCD ở đây. Chúng ta có block là con EK Velocity. Con này thì có thể là block gần như tốt nhất bây giờ rồi. Bao tay không? Khá là mỏi đấy. Nhiều nước. Mà cái bạn, nếu mà các bạn bơm mạnh ý, kiểu dùng tốc bất đạt ấy thì sẽ bị phòi nước ngược trở lại. Tại vì cái tấm kính rất là tấm mica ở đây này. Bơm mạnh là nó phọt ngược lại. Thì bơm rất là từ từ. Anh ấy để nhanh ý. Cho cái ống xuống một tí này. Đấy, rồi, mạnh vào. Bật máy nhá. Ấy. Bơm bắt đầu chạy đúng không nhỉ? Đợi chút, những cái dòng main này nó sẽ phải khởi động mất khoảng 2 đến 3 lần lần đầu tiên bật lên. Nó thành tiếng âm thanh nó như một cái cối xay sinh gió, cối xay gió. Ồ. Cho nghỉ mẹ một đi. Lúc bật máy, lúc đấy thì quạt sẽ bật tại chạy 100%, nó bắt đầu vào win thì mới giảm. Đây, xe lộn ngược, đẩy cái này lên cho nước nó, em cũng đẩy này lên cho nước nó, này. Cẩn thận nhá. Thử rút điều tốc qua đi em. 2 đúng không? Đấy, rồi, được rồi, ngon rồi. Quá chuẩn luôn. Rồi, nước đã bơm. Nghe nước như kiểu tiếng suối chảy ấy. Rồi, bị em một chút không khí hôm nay. Nhưng mà X299 thì nó bật khá là lâu. Check code, các bạn nhìn check code đủ thứ luôn. Thì đầu tiên để mình thử nghiệm thì mình sẽ làm những cái cơ bản. Đầu tiên đó chính là XP, XP của RAM lên là mất 3000. Chúng ta để MVC Core. Ok. Có set AVX512. Thì AVX512 một tập lệnh rất là nặng. Nên là bình thường thì AVX sẽ để là -2. Tức là sẽ giảm 200MHz khi mà các bạn chạy AVX và giảm vào tầm 700MHz khi mà chạy AVX512 phải cực kỳ nặng. CPU Core Ratio chúng ta để thử là AI Optimize. AI Optimize hiện tại thì đây là một con CPU của cái chất lượng silicon rất là tốt, ở số 77 là một số khá là tốt rồi. Điểm tải nhiệt là 149 điểm. Thì ở đây hiện tại con máy nhận chúng ta là khi nó on core loát được khoảng tầm 4355 MHz. Và đây mình để thử là con AI là nó sẽ làm được như nào. Mình sẽ để là AVX512 là giảm 7, còn AVX thường là giảm 2. Đấy là một cái rất là an toàn. Hiện tại nếu mà các bạn chạy auto nó sẽ thỉnh thoảng nó bị nghẽn, nên là chúng ta để một mức khoảng tầm là 2.0 2V thì là mức nó sẽ đẩy mức input voltage này. Mình không biết giải thích nào, nhưng mà để 1.8 thì 1.7 là khác, nó sẽ tình trạng nghẽn điện trong hệ thống. Rồi mình sẽ cố gắng để thử xem là trên AI ASUS AI Overclock thì xem thử hiện tại là mức xung bao nhiêu, mình sẽ điều chỉnh thích hợp để lên khoảng tầm 1.5, 1.6 chúng ta sẽ lên được. Và để giảm, nếu đang chạy cái phần giả lập thì ăn AVX thì nó giảm xuống. Nó vẫn sẽ được giữ được cái sự ổn định của bộ máy và chơi game nó cũng xung rất là cao. À, cái này còn một phần nữa, anh vừa cài lại BIOS mặc định đúng không? Ừ, em đợi chút. Do bộ này là sử dụng tất cả SD, đây là cắm full khe cho nên là mình sẽ phải chỉnh lại một chút. À, chỉnh lại. Trong cái phần thông số PCI. Như hôm trước ấy thì chúng ta sẽ bị một lát là không nhận đủ SD đúng không? Rồi. Đây. Hiện tại đang chạy ở mode là 16x16x4. Thì bây giờ sẽ phải chia ra. 10x16 chỉ dành cho VGA thôi, còn lại thì ở dưới sẽ là x8 và x4. Để chuyển cho mode khác. Để có thể nhận được hết SD. Vì SD này cũng chạy hết cái băng thông của PCI. Quạt khá là êm chứ. CPU ta là 45 độ nhá. Với một con CPU con này là bao nhiêu nhân được? Con này là 10, em nhớ là 16 18 16. 18 nhân. Con 18 nhân 36 luồng. Ồ, 18 x 36 luôn. Tức là như các bạn thấy, các bạn là hiện tại Intel họ không thể nào làm được một con CPU như thế này cho desktop được. Mặc dù các bạn thấy nhiệt lượng nó rất là ok. Mình nghĩ là do chất lượng silicon với cả cái chất lượng phần đế này mình nghĩ là tốt hơn. Không biết là các bạn có nhìn rõ không, tại vì cái màn hình này độ phân giải nó cao nên nhìn nó hơi bị khó. Thì chúng ta đã có mức core clock là đang là khá là thấp, chỉ ở 1.7 thôi, tại vì bây giờ không chạy gì cả. Đây, các bạn thấy là bộ 18 nhân đang chạy ở 4.3 GHz. Là mức xung mặc định, nếu các bạn mặc định của con này là 3.2 thì phải. Nghĩa là 3 phẩy mấy ấy. Đây là mặc định là 2.6 nhưng mà turbo lên thì turbo em không là 3.2, anh nhớ như 3.2 con này và bây giờ chúng ta lên 4.3. Gọi là một con số rất là khủng khiếp của mình. Không biết là bây giờ chúng ta so sánh con này với cân nào nữa. Tại vì hôm trước cái điểm con 11.100K thì nó sẽ kép cho con này. Thế screenshot lại nhỉ. Rồi, ok nhá. Rồi hiện tại bây giờ mình sẽ dùng tiếp, đó chính là cái chạy thử Flash 95 đi.
tôi đã chạy là mức gọi là mức tốn điện nhất có thể. Và hiện tại, ui dồi ôi, các bạn thấy không? Đợi một lúc, đây, các bạn thấy là đúng mình bảo nhất là 4,3 và bạn trừ đi 700 mAh, chúng ta còn 3,6. Wow, đúng 400W luôn. 400W CPU và... Đây, 392. Đây, 391W, tức là con này có ăn điện hơn cả 11.900K. Ăn rất là nhiều đấy. Nhưng mà các bạn nhìn nhiệt này, 88 độ C, tức là đây chúng ta để là quạt nhé, tức là bây giờ quạt, tức là nãy nó có mức đỏ này, thì hiện tại là quạt đang bị gọi là quá, không phản ứng kịp ý. Bây giờ là phản ứng ok rồi, thì chúng ta là mức là 87, 88 độ C. Mức này thì mình nghĩ là chả vấn đề gì cả. Ngay khi vừa mới chạy sẽ bị tăng nhiệt độ lên bất chợt. Bất chợt, sốc lên phát xong bắt đầu là xuống đây, nó nóng nhất là 102 độ. Thì tí nữa mình sẽ chỉnh trong BIOS để cho lên 115 độ, chúng ta mới báo là quá nhiệt. Tại vì thực sự là CPU vẫn chịu từng đấy mà. Và thực ra là mình nghĩ là anh cũng không bao giờ chạy đến cái mức này. Đúng không? Rồi, không bao giờ chạy đến mức mà 400W. Đây là mức gọi là cực kỳ kinh khủng, cực kỳ ăn điện. Này, các nhân năng khoảng tầm 90 độ. Thì yên tâm là mức 90 độ mà chạy Pro 95 mà 90 độ không sập là thoải mái rồi. Anh muốn lên 1.4 hay 1.5? Anh sẽ chạy cố định ở 4.4. 4.4 rồi, phải lên thêm và một tí. Và anh sẽ muốn cố định đến mức sung ở 4.4, có nghĩa là tắt cái chế độ mà tiết kiệm. Tắt cái... tiết kiệm điện của Intel đi. Tắt tiết kiệm điện đi, ok. Đúng theo yêu cầu. Ở đây, thì mình ngày trước mình có lưu một cái profile mà quên đây. Cho chạy 4.4 sẽ là 1.203 V-Core. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại theo cái ngày trước mình đã từng làm cái con này. Thì con này chúng ta lại 8 đi. À, đạp 8 đi. CPU Core Ratio chúng ta sẽ là 44 đúng không? 44 rồi. À, 41 đây, Long Duration này, cứ để mắc hết các bạn nhé. Để chạy liên tục trong thời gian dài không bị gì. Tại vì chúng ta có một cái hệ thống tản nhiệt nó switch step DC mode đi. Và kể cả với con main này thì ở phần VRM cái hệ thống tản nhiệt đã có hai quạt bên trong. 4.4 trước mình là 1.203. À, rồi có một cái là có cache ratio thôi nhỉ. Dưới nhớ dưới DC cộng. Ok, load line calibration thì chúng ta để khoảng tầm này vào 4 là mức VRM chúng ta sẽ không cần thiết lắm. Rồi, đây là mình đang chỉnh lại mức 4.4 trong ngày trước mình OC con này. Tại vì có 7.8 MXE này, mình làm khá nhiều bộ rồi nhỉ. À, hiện tại thì mình cũng vừa đào xong cái 3D Max Time Spy. Và đây là cái phần mềm Benchmark, chắc là nó gần nhất. Đúng rồi, sát nhất với cả cái tình trạng, à sát nhất với cả thực tế mà anh em hay chơi game ấy. Còn những cái phần mềm như kiểu Cinebench thì mình nghĩ là nó chỉ có thể tham khảo để cho chơi game thôi. Thôi chơi game nó phụ thuộc rất nhiều vào game các bạn chơi là gì. Rồi. Và xử lý hình ảnh các thứ thì mình nghĩ là 3D Max là phần mềm một phần sát nhất để các bạn đánh giá khả năng chơi game. Nhưng mà thực sự thì nếu mà nó muốn ổn định nhất và xem chơi game khỏe hay không thì chúng ta vẫn phải đợi đến là cái game thực chơi game gì, chơi như thế nào. Bởi vì nó phụ thuộc vào từng loại game khác nhau mà. Đúng không? Rồi, hiện tại chúng ta đang chạy thì các bạn có thấy là CPU chúng ta đạt khoảng tầm là loanh quanh 50 mấy độ. Đây là 50 mấy độ rồi này. Đang lock khoảng tầm 10 mấy%, 20% CPU. Tại vì đây là một CPU quá khỏe mà. Mức xung đạt là 4.386 MHz, tức là gần như đúng là 4.4 yêu cầu. Và CPU đang ăn là 183W điện. Nếu mà các bạn nhớ ấy, thì con số 200W này rất hiện ra rất nhiều những CPU như 10.900K có khoảng một mức 200W này. Nhưng mà nóng rất là nhiều. Rồi, tại vì cái bề mặt của CPU này nó bé. Thứ nhất là bé, mà thứ hai nữa cái chất lượng của cái miếng truyền dẫn nhiệt này nó sẽ kém hơn những cái dòng CPU khủng này. Đúng rồi, và dù gì thì đây là một CPU dòng cao cấp và dòng nó bây giờ khó kiếm lắm. Và càng màn hình ấy thì ví dụ các bạn bảo là nó như là thì mình còn chạy mát không? 62 độ C. Và chạy 99% rồi, gần như 62 độ C nên là thực sự là những bạn nào mà bảo là càng màn hình, thứ nhất là CPU mới là cần tản nhiệt. Nhưng mà hiệu quả thì càng màn hình là cái hiệu quả hơn. Đúng rồi. Càng màn hình tại vì cái bề mặt của cái chip của các màn hình ấy nó tiếp xúc trực tiếp lên cái block cho nên là sẽ dẫn nhiệt tốt hơn. Nhưng mà bù vào đấy là cái lượng nhiệt nó kiểu nó thoát ra ngoài nó sẽ nhiều hơn so với CPU. Tại vì nó dẫn nhiệt quá nhanh mà. Chỉ cần hiệu quả thôi là được. Rồi, chúng ta chỉ cần quan tâm đến hiệu quả thôi. Còn CPU vẫn phải dính một cái lớp truyền dẫn trung gian ở giữa cho nên hiệu quả sẽ không bằng. Rồi đây là cái màn test thứ hai. Thì các bạn thấy là chúng ta đang đạt được là mức là 4, vẫn là 4.4 GHz.
và CPU cả 63 độ, CPU khoảng tầm 40-50 độ ở đây, 48 độ CPU, quá là mát, 160W. Theo em thấy thì cái bài test này hiện tại là cũng khá mạnh chứ, hay là đây là do cái bản mới rồi, vì em thấy ở đây là chạy gần như hết công suất của cả đồ họa. Đúng rồi, anh thấy bắt đến bắt gần như là nó sẽ vắt kiệt cả đồ họa và cạc nào, kể cả trừ khi đôi cạc thì không biết thôi, nhưng mà một cạc thì bắt đến bắt là vẫn là ăn, gọi là ăn bằng trọn thì thôi. Đây là cuối cùng là phần test của CPU. Rồi, CPU chúng ta sẽ đây bây giờ mình hiện rồi. Và kể cả phần test CPU của 3D Max, CPU chúng ta vẫn hoạt động như kiểu không xi nhê gì cả. Quá nhiều nhân. Mặc dù là đây ăn đến 250W, nhiệt độ cũng có cao đấy, cũng là 66 độ đấy, nhưng mà chả tác dụng gì cả. Đây là con CPU quá khỏe rồi. Với những cấu hình cao này em cảm giác cái bài test nó hoàn thiện có vẻ nhanh hơn so với những cái cấu hình thấp hơn, đúng không? Nhanh hơn, không có gì để nói. Rồi, nếu các bạn nhớ thì chúng ta đạt được 18.149 điểm. Chúng ta đạt được là 20.000 điểm của cả đồ họa và chúng ta đạt được 11.500 điểm của con CPU. Và đây là mức sau khi mình đã ép sum con 7980K này lên là 4.4GHz. Và sau khi mình OC luôn các thứ và đúng yêu cầu anh chủ máy đó chính là 4.4GHz. Và chúng ta lắp thêm cái backplate cho anh ý. Thì bây giờ chúng mình hãy đóng bộ máy lại và thôi, giao về khách hàng thôi. Còn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau với những bộ máy độc lạ. Đây là một cái bộ máy đã mua trước đây rồi và mình nhận lại chỉ để ép sung lại cho anh khách và thêm vào backplate thôi. Và các bạn đừng quên đón xem những clip sau của chúng mình gọi là làm một bộ máy từ A đến Z nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Hẹn gặp lại anh em các clip sau. Ô buồn à? Em có săn 90 triệu rồi. Ok rồi, để xuống. Music. Ba 7.500 thì chắc chắn là tên Tuliver cũng dùng con này rồi. Thế là anh tặng miễn phí em con này chứ. Đấy. Nó nặng kiểu gì anh ơi, sợ quá. Ma cái bản nhìn còn hiện LCD.